So với trận đấu trọng bảng thì ngày hôm nay mỗi bên có 3 xe đổi ở đường xuất phát. U20 Việt Nam so với trận thắng Campuchia tại bán kết ngày hôm nay có 1 xe đổi. Thành Thịnh phút chót bị đau, Hồ Tấn Tài đã thay. Có thể là Tấn Tài sẽ thay Thành Thịnh ở cánh trái, cũng có thể anh đá trung vệ. Đoàn Văn Hậu vẫn là người leo biên. Đường xuất phát của U22 Indonesia, trong cầu môn là thủ môn Winata Nadio. Các thủ còn lại là số 2 đội trưởng Setio Andi, số 5 Adibagat, số 6 Evan Dibat, số 7 Junfi Andi, số 8 Suleiman, số 11 Andika Fiza, số 14 Ba Asnawi, số 15 Sadin, số 16 Rizky Sani và số 20 là Usman Dohay. Huấn luyện viên trưởng Indonesia là ông Indra Syafri, một huấn luyện viên đã chứng tỏ được khả năng của mình khi giữa Indonesia có một lối chơi rất riêng. Các trợ lý của trọng tài Al Salani người Ả Rập Xê Út ngày hôm nay gồm có các ông Al Sultan người Ả Rập Xê Út và Sumanta Dutta người Ấn Độ. Trọng tài thứ tư là ông Ramaswamy trọng tài người Ấn Độ. Ngày hôm nay giám sát trận đấu là ông Chen Liang Chen người Đài Bắc Trung Hoa. Giám sát trọng tài là ông Vladislav Setlin người Uzbekistan. Đội trưởng của Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng. Thủ quân của đội bạn là số 2 Setio Andi. Cả hai đội trưởng đều đã có mỗi người một bàn thắng ở SEA Games 30. Trong đường xuất phát của đội tuyển U22 Việt Nam ở trận đấu này, có 6 cầu thủ đã ghi bàn thắng ở những lượt trận đã qua tại SEA Games 30. Trong đó đáng kể nhất đương nhiên là bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Trong mỗi trận đấu thì Hà Đức Chinh và Tiến Linh đã thay nhau làm nhiệm vụ dứt điểm, giải quyết những pha bóng mang tính quyết định giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam có được những kết quả thuận lợi. Và trong trận bán kết lần đầu tiên ở giải lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng cả hai ngay từ đầu. Và trong một ngày có thể nói là vô cùng đẹp trời, Tiến Linh và Hà Đức Chinh đã tạo thành một bộ đôi có thể nói là xuất sắc. Hà Đức Chinh có dấu giày trong cả 4 bàn thắng và có riêng mình một quá trích. Huấn luyện viên Park Hang-seo sinh năm 1989, năm mà Việt Nam lần đầu tiên có dự vào bóng đá SEA Games. Giải đấu diễn ra tại Thái Lan. Huấn luyện viên Siafri ít hơn Park Hang-seo 4 tuổi. Lần cuối Indonesia vô địch bóng đá SEA Games là từ năm 1991. Đó cũng chính là năm mà Việt Nam hội nhập trở lại với bóng đá. 1989, theo Việt Nam trở lại với SEA Games. Ở hiệp 1, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phạm thành nhỏ của bạn. Hiệp 1 của trận chung kết đã bắt đầu. Trên sân lúc này toàn bộ các tuyển thủ nữ sau khi đăng quang cách đây 2 ngày đã có mặt để cổ vũ cho các nam đồng nghiệp. Theo dự kiến thì đội nữ và đội nam sẽ bay cùng về trên một chuyên cơ. Trận chung kết này thực sự là cuộc đấu trí giữa Park Hang-seo và Siafri. Chúng ta một lần nữa xuất phát với súng hai nòng Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Baha Asnawi. Setio Andi. Khác với những thế hệ cầu thủ trước, Indonesia hiện nay có một dàn cầu thủ chơi rất tập trung, hài hòa tấn công và phòng ngự. Khi cần thì họ sẵn sàng dựa vào nền tảng phòng ngự tốt. Cách chơi gần giống với Việt Nam dưới thời Park Hang-seo. Chúng ta đã khá nhiều lần nói về dấu ấn của huấn luyện viên Safri với lứa trẻ này của bóng đá Indonesia. Đó là một sự khác biệt tương đối lớn so với những gì thuộc về lớp đội tuyển quốc gia đã được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mark Menemi ở giai đoạn vừa qua tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cái cách mà đội tuyển U22 Indonesia nhập cuộc trong trận đấu của hai đội tại vòng bảng là một lối đá quyết liệt ở khung giữa sân. Và trong quãng thời gian đầu ở trận đấu đó, phần nào đó các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thật sự có được một sự rắn giỏi
Như vậy là đúng như đội hình mà chúng tôi đã xếp trong phần bình luận trước trận. Hồ Tấn Tài đã thay Thanh Thịnh ở bên cánh trái. Cao Văn Hậu đang là một trong ba trung vệ thi đấu bên cạnh Thành Trung và Tấn Sinh. Đây là kỳ SEA Games mà chúng ta thấy rất là ông Park Seo đã phát huy được sự đa năng của các tuyển thủ. Hà Đức Trinh vừa rồi đã lùi về khá sâu. Asnawi. Pha can thiệp tốt của Đoàn Văn Hậu. Ở các trận đấu trước khi mà Thanh Thịnh đá chính thì Văn Hậu là một trong ba vị trí trung vệ. Đến lúc này Việt Nam và Indonesia đều có được 21 bàn thắng, cùng để vào lưới 4 lần, cùng có 9 vị trí bàn và cùng với một người ghi được 8 bàn thắng. Hà Đức Trinh và Osvaldo Hay. Trận chung kết này cũng là cuộc đua giành vị trí cầu thủ gần nhất bóng đá nam giữa Hà Đức Trinh và Osvaldo Hay. Huấn luyện viên Siafri khi còn là cầu thủ cũng là một tiền vệ từng chơi cho câu lạc bộ Padang. Siafri sau này dẫn dắt Bali United cùng với U16-19, bây giờ là U23 của Indonesia. Đoàn Văn Hậu. Tiến Linh là người đã trả đầu bóng nhưng không thể kiểm soát được tình hình. Tiếp theo là tình huống tranh chấp quyết liệt của Hà Đức Trinh trong trận đấu của hai đội tại vòng bảng. Hà Đức Trinh vào sân từ đầu hiệp 2 và sự năng nổ quyết liệt của Hà Đức Trinh cùng với những nỗ lực sau đó của Tiến Linh đã giúp cho thế trận của đội tuyển U22 Việt Nam trở nên tích cực hơn. Trong trận đấu đó thì những pha bóng áp đảo của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo trong hiệp thi đấu thứ hai đã khiến cho thể lực của cầu thủ Indonesia đã bị bào mòn. Và ở những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu thì thể lực sung mãn cùng với một quyết tâm cao, một ý chí quyết đấu đã giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam có được điều mình cần là bàn thắng quyết định để giành trọn vẹn 3 điểm. Đây là quả phạt nguy hiểm, bóng được đạt chính diện. Thủ môn Văn Toàn đã chứng tỏ được rất nhiều ở trận đấu tại bán kết gặp Campuchia. Thủ môn Võ Hải Phòng đã thi đấu chắc chắn và cuối trận đã cản thành công quả penalty. Trận đấu này là một lần nữa chúng ta có thể thấy được đấu pháp biến hóa của Park Seo. Phần nào đó Việt Nam đang chủ động nhún xuống. Rất tốt, để bóng qua xa. Cú đá tốt của cầu thủ Huy Phương, nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Văn Toàn đã chơi một cách bình thản. Đây là tình huống dứt điểm của Jun Fiandi. Phạt góc cho Indonesia. Phần nào giống với trận đấu tại vòng bảng, Indonesia đang nhập cuộc với một tâm lý thi đấu có thể nói là rất hưng phấn. Người đá phạt góc là Rizky Sani phối hợp với Ivan Dimas. Không có lỗi. Vừa rồi là một pha chặn bóng bình tĩnh của Hồ Tấn Tài. Pha cản phá kịp thời. Những pha chế bóng tốc độ và không kém phần đất léo đang được cầu thủ Indonesia thực hiện. Đây là thời điểm mà chắc chắn là hàng thủ của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ cần phải có sự gắn kết tốt hơn. Những phút đầu tiên là những phút đối phương đang hưng phấn. Chúng ta đã trải qua rất nhiều những giây phút như thế này ở các trận đấu đã qua.
siết chặt lại đội hình, vững vàng hơn trong những pha tranh chấp, thậm chí là quyết liệt cần thiết ở những vị trí xa về khu vực 16m50. Những giải pháp có thể nói là cứng rắn là điều mà chúng ta cần phải sử dụng ở thời điểm này để làm giảm sự hưng phấn của đối phương. Cetio Andy. Pha mở bóng dài. Phạt góc cho U22 Indonesia. Cổ động viên hai bên đều đang cổ vũ rất nhiệt tình. Người đang phạt góc đấy Van Dibat, cầu thủ đã không chơi ở trận đấu tại vòng bảng gặp Việt Nam. Vẫn là phối hợp giữa Dimat và Rizky Sani. Evan Dimat. Một tình huống tuyệt vị. Đây là thời điểm mà U20 Việt Nam có những cầu thủ chiều cao vượt trội, rất yên tâm ở những pha bóng bổng, cả phòng ngự cũng như tấn công. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ số AC trận chung kết bóng đá nam tại SEA 30 giữa Việt Nam và Indonesia. Lúc này thì kênh phát sóng chính thức của VTC là VTC1 đang có mặt ở vị trí 233 trên hệ thống SCTV. Ngoài ra khán giả đang đi đường có thể nghe radio qua các kênh VOV1 và VOV2. Ở trận chung kết ngày hôm nay thì thương hiệu Metrostar của tập đoàn City Group sẽ tặng 200 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên, và nếu Việt Nam vô địch thì sẽ tặng 1 tỷ đồng cùng một chuyến nghỉ dưỡng ở resort Lehman Cup. Vừa rồi mới là tình huống dâng cao đầu tiên của đội bóng áo trắng U20 Việt Nam. Tấn tài, bóng vào trong cuộc. Hà Đức Chinh. Quả phạt góc bên phía cánh trái cho U22 Việt Nam. Đây là tình huống Hà Đức Chinh không việt vị. Khi đá cùng nhau thì Đức Chinh có xuống hoạt động rộng, sẵn sàng giật về. Còn Tiến Linh thực sự là một tiền đạo mục tiêu cắm ở trong. Đỗ Hùng Dũng đá phạt góc. Tình huống làm chúng ta nhớ lại bàn thắng của Thành Trung gỡ hòa 1-1 ở trận đấu tại vòng bảng. Một số lượng đông đảo những cầu thủ cao trên 1m80 của Việt Nam đang có mặt trong vòng cấm. Nhồi bóng của Hoàng Đức không thể chỉnh bóng. Một tình huống Trọng Hoàng đã di chuyển sang bên trái. Evan Dibat. Cetio Andy. Baha Asnawi. Bóng lót cho nhau rất tốt. Và cắt bóng của Đoàn Văn Hậu. Đây là Tiến Linh. Văn Hậu.
Hồ Tấn Tài khi đá bên cánh trái bị nghịch chân. Tuy nhiên chúng ta vẫn tin tưởng vào sự dạn dày của Hồ Tấn Tài. Cầu thủ có mặt trong thành phần dự U20 thế giới cách đây hơn 2 năm. Và yểm trợ cho Tấn Tài sẽ là Đoàn Văn Hậu. Đây là Baha Aslawi. Indonesia tham dự SEA lần này có được sự đa dạng trong cách chơi. Họ có thể phản công nhanh ở biên, có thể áp đặt lối chơi và cũng có thể với những pha ban bật nhuần nhuyễn. Những phút đã qua của trận đấu thì U22 Indonesia đã chơi khá mạnh dạn. Họ cũng đã phát huy sự nhanh nhẹn của mình. Và bên cạnh đó là cả sự đắt léo với những tình huống cầm bóng đột phá. Tuy nhiên họ chưa có được những tình huống dàn xếp đủ để có thể có được những pha dứt điểm để có được sự kết thúc cho những đợt tấn công. Cú đá duy nhất mà Indonesia có được cho đến lúc này là từ một quả đá phạt trực tiếp. Trọng Hoàng. Và phát bóng cho Indonesia. Đến lúc này thì hàng tiền vệ và tiền đạo của Việt Nam chưa có được sự liên kết cần thiết. Khi còn là cầu thủ, Indra Shafri không phải là danh thủ của Indonesia. Tuy nhiên chuyển sang huấn luyện, ông tỏ ra sắc sảo, dẫn dắt Indonesia chơi khác hẳn với những đội bóng của xứ vạn đảo trước đây. Trước đây bóng Indonesia thường tấn công để bắt, tuy nhiên rất hay sơ hở cho phòng ngự. Đường chuyền của Tiến Linh. Pha liên lạc đầu tiên trong trận đấu này của Tiến Linh và Đức Trình. Tình thế có vẻ giờ chậm trận bán kết gặp Campuchia. Đó là thời điểm mà đối phương duy trì được sự nhanh nhẹn thanh thoát. Tổ chức đã chặt chẽ trước khi tìm kiếm thời cơ. William, cú vung chân vừa rồi là của Hà Đức Trình. Pha xoay sở và búng cái chân phải có thể nói là cực kỳ nhạy của Hà Đức Trình. Một pha bóng thể hiện được phong độ ở mức độ rất cao của cầu thủ đang chơi cho SHB Đà Nẵng. Chúng ta xem một lần nữa pha xoay người và ra chân đầy cảm giác của Hà Đức Trình. Hà Đức Trình thực sự đang ở giai đoạn hết sức là sung mãn. Và như Diều Ngá vẫn thường nói thì khỏe để ra kỹ thuật. Bình thường Đức Trinh không phải là cầu thủ quá mềm mại. Tuy nhiên ở giai đoạn sung sức và thăng hoa, anh có thể có những pha bóng rất hay. Trận đấu gặp Campuchia, Đức Trinh nâng tỷ số lên 4-0 với một pha gẩy gót rất nghệ thuật. Trước đó thì Đức Trinh cũng đã có hai pha chớp thời cơ bằng những phẩm chất khác nhau của một tiền đạo cần phải có. Cú đánh đầu sau đường truyền của Thái Quý là một pha băng cắt xuất sắc. Còn trước đó là tình huống dùng sức mạnh tốc độ để vượt qua hậu vệ đối phương trong một quãng đường khoảng hơn 30 mét trước khi có cú chích mũi chuẩn mực. Với cảm giác chơi bóng của cặp đôi Đức Trinh và Tiến Linh trên sân lúc này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng khi có cơ hội chúng ta sẽ có được khả năng tận dụng tốt. Đức Trinh. Cầu thủ Việt Nam đã bắt đầu chơi lấn sân và có được sự kết hợp tốt giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Quả phạt góc bên phía cánh trái cho U22 Việt Nam. Thủ môn U22 Indonesia Winata Nadeo có bề ngoài rất giống với Kepa, thủ môn người xứ Bát, người Tây Ban Nha đang bắt cho Chelsea. Phẩm chất kỹ thuật của Winata Nadeo là không tồi, nhưng
trong trận bán kết gặp Myanmar. Một sai sót của Nadal đã khiến cho Indonesia phải đấu thêm giờ. Quả chơi bóng có thể nói là rất lợi hại của Hùng Dũng. Chân trái của Hoàng Đức không thể bóng rút. Tiếp tục là Hùng Dũng đánh đầu. Và chạm bóng của Thành Trung. Ở trận đấu tại vòng bảng, Thành Trung là người đã gỡ hòa một đều với pha đánh đầu ngược rất đẹp mắt. Đây này là một tình huống hơi bị với. Indonesia vẫn đang đá với hai trung vệ là Setio Andi và Adi Bagat. Khi mà chúng ta đã chơi chủ động hơn thì cũng phải cảnh giác những pha phản công, đặc biệt ở biên của U22 Indonesia. Andy. Phải nói rằng Indonesia đã lựa chọn một giải pháp nhập cuộc rất tích cực với một lối chơi có thể nói là cực kỳ linh hoạt. Nhưng lối chơi đó cũng đòi hỏi họ cần có một nền tảng thể lực rất tốt. Hơn thế nữa thì trên sân này đang là một 22 Việt Nam chơi chững chạc trước đối thủ nhập cuộc hay thì đội bóng áo trắng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hồ Tấn Tài người đang bị đau là Ivan Dimas. Hiện nay trong số những trợ lý của Siafri có hai cầu thủ thuộc lứa có thể coi là thế hệ vàng của Indonesia từng được tập huấn tại Sampdoria là tiền đạo Irianto và thủ môn Hendro Castillo. Dimas vừa rồi đã bị đau sau va chạm với Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu và Dimas đều là những cầu thủ rất cứng của đội tuyển và cũng đang chơi cho cả U22. Trong số những thành viên của Indonesia dự SEA 30 có hai cầu thủ đang chơi tại nước ngoài, trong đó có một người đá chính ngày hôm nay là số 15 Sadin, cầu thủ đang chơi bóng tại Malaysia cho Pahang. Người thứ hai đá dự bị đó là Egy Fikri, thi đấu ở Ba Lan cho Legia Glasgow. Ivan Dimas là một trong hai cầu thủ quá tuổi được bổ sung cho U22 Indonesia. Dimas năm nay 24 tuổi. Người quá tuổi còn lại bổ sung là số 7 Jun Fendi, cũng 24 tuổi. Đang có những dấu hiệu của Ivan Dimas có thể khiến anh không thể tiếp tục trận đấu. Người đã có pha tranh chấp với Ivan Dimas là Đoàn Văn Hậu. Cảm giác vị trí của Hồ Tấn Tài tương đối tốt khi anh đá bên trái. Một trận đấu hiếm hoi Hồ Tấn Tài thi đấu bên cánh trái. Đức Chiến chuyền bóng có thể nói là mạnh. Và cắt bóng của Đoàn Văn Hậu.
hàng thủ của U22 Việt Nam vẫn đang duy trì được một sự bọc lót hợp lý. Tấn Tài cắt bóng, đây là Hùng Dũng. Tấn Tài mở tốc độ, nhưng pha xử lý tiếp theo của Hùng Dũng có phần hơi bế tắc. Đức Chiến, Đoàn Văn Hậu, Tấn Tài, Hùng Dũng, Tấn Tài. Tấn Tài, đó chưa phải là một đường truyền thật sắc. Tiếp tục là U22 Việt Nam. Hoàng Đức, Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Đức Trinh. Không hề có một cơ hội. Cuộc chiến ở khu vực giữa sân đang diễn ra rất nóng bỏng. Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài. Hoàng Đức. Ở giữa sân của U22 Việt Nam lúc này là ba cầu thủ: Đức Chiến, Đỗ Hùng Dũng và Hoàng Đức. Và chuyền bóng của Trọng Hoàng, Tiến Linh. Indonesia cũng đang tổ chức phòng ngự rất dày. Chúng ta đang chứng kiến một trận đấu phải nói là đỉnh cao của đội tuyển U22 tại Đông Nam Á. Hai bên đều uyển chuyển về mặt đấu pháp và có những cầu thủ kỹ năng xử lý bóng rất tốt. Sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila của Philippines là nơi đã từng diễn ra các trận đấu của một số năm tại SEA Games năm 1991, SEA Games lần thứ 16. Ở vòng bảng của giải đấu năm đó, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã đối đầu với đội tuyển quốc gia Indonesia và đã để thua với tỷ số 0-1. Trong 3 trận đấu của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games đó, chúng ta chỉ có được một trận hòa với tỷ số 2-2 ở lượt trận ra quân trước chủ nhà Philippines. Lần đầu tiên gia nhập với cuộc chơi của bạn bè khu vực ở môn bóng đá, rõ ràng chúng ta có nhiều khó khăn. Nhưng sau 28 năm thì thế và lực bóng đá Việt Nam bây giờ là hoàn toàn khác. Vừa có sự đổi người đầu tiên trong trận đấu, Dimas Đi Đau đã phải rời sân, vào sân là số 17 Siarian. Một đường chuyền tốt, không có tiếng còi. Nỗ lực giành bóng của Hà Đức Chinh. Sulaiman. Xử lý bóng rất kỹ thuật. Đây là Fiza. Setio Andy. Asnawi. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang cố gắng bảo đảm cự ly đội hình. Indonesia không dễ để xâm nhập vòng cấm của thủ môn Văn Toàn. Sơ đang ngồi cùng hai người trợ lý Kim Hanun và Lee Yang Jin. Kim Hanun là người chuyên trách U22
trong giai đoạn bóng Park cùng với trợ lý Liang Jin vẫn làm việc với đội tuyển ở vòng loại World Cup. Một tình huống ngăn chặn từ xa. Trọng tài cho rằng Tấn Sinh đã phạm lỗi với Sardin. Của Barat. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ được sự tập trung trong những pha chống bóng bổng. Đức Chiến đang chơi như một tiền vệ trụ. Đức Chiến cũng là cầu thủ cao trên 1m80. Trên sân lúc này thì câu lạc bộ Viettel đang góp mặt với 3 nhân sự và những cầu thủ được đào tạo từ nhỏ ở Viettel đang chơi có thể nói là khá ấn tượng ở SEA Games này, đó là Đức Chiến và Hoàng Đức. Adi Bagat. Phút thứ 30 của trận chung kết môn bóng đá tại SEA Games 30, tỷ số vẫn đang là không đều. Thời gian giữ bóng của Indonesia trong những phút đã qua là nhiều hơn, họ tỏ ra mềm mại hơn, nhưng ở đoạn cuối của các pha tấn công Indonesia không tạo ra được nhiều sự khác biệt. Cầu thủ Việt Nam mặc dù về cơ bản không đá được nhiều nhịp liên lạc như Indonesia, tuy nhiên cách chơi vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm, hàng công có thể gặp cơ hội bất kỳ lúc nào. Sardin. Asnawi. Khoảng trống nguy hiểm ở bên cánh trái. Suleiman không thể vượt qua Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ có những nét xử lý bóng rất khôn ngoan, ở mức độ tiểu xảo trong phạm vi cho phép. Tầm vóc và sự khôn ngoan là lý do khiến cho Đoàn Văn Hậu có thể thắng trong pha tranh chấp vừa rồi, và không như vậy còn đem lợi thế về cho đội nhà bằng quả đá phạt. Anh Huy ạ, tôi nghĩ rằng cho đến lúc này thì đội bóng của Viên Park Hang-seo vẫn có một cái gì đó nhường nhịn đối phương về mặt thế trận. Chúng ta vẫn đang chờ đợi thời cơ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đội Việt Nam vẫn đang như kiểu lá rình đội bạn. Chúng ta vẫn có được sự chủ động. Có thể là cách chơi này, cách tiếp cận này của U22 Việt Nam sẽ khiến bộ có đôi chút lo lắng. Nhưng nhìn vào gương mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo trên ghế kỹ thuật ở khung hình gần nhất, thì tôi cảm nhận rằng ông vẫn đang rất yên tâm. Những gì đang diễn ra của U22 khá giống với khi gặp Campuchia tại bán kết. Tuy nhiên Indonesia là đội bóng họ không bị sơ hở trong khâu chống phản công. Ở trận đấu tại bán kết thì huấn luyện viên Tanser đã tỏ ra cao lên hẳn so với đồng nghiệp Felix Damat.
Esnaoui. Thêm một pha bóng khôn ngoan của Đoàn Văn Hậu. Hà Đức Chinh, Hoàng Đức, Trọng Hoàng rất quyết tâm. Siarian, Siarian là cầu thủ mới vào sân thay cho Ivan Nibat bị chấn thương. Asnawi, Setio Andy, ở khu vực giữa khán đài B của sân Rizal Memorial, ban tổ chức của nước chủ nhà Philippines đã có một khoảng khán đài để ngăn cách cổ động viên Việt Nam và cổ động viên đến từ Indonesia. Hiện nay sức chứa của sân Rizal Memorial là 12.873 chỗ ngồi. Những chuyến hỏng vừa rồi của đội Indonesia đã bộc lộ ra vấn đề của họ. Có thể chơi nhanh, nhập cuộc tốt với một sự thanh thoát, nhưng có vẻ như điều đó là một sự hào nhoáng bề ngoài để kéo dài sức chịu đựng, để thể hiện sự dẻo dai, để có liên tục những pha bóng có chất lượng là một vấn đề như vượt tầm của các đội đỏ. Và nếu như thực tế của trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra với chiều như vậy thì mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm tính toán của Park Hang Seo. Nó vẫn đang là một cái bẫy được dương ra cho đối thủ. Rõ ràng là ở trận đấu tại vòng bảng, Indonesia chưa thể ghi bàn với Việt Nam khi chúng ta có những lỗi cá nhân. Tuy nhiên đã nhanh chóng vượt qua và cuối cùng thắng được vậy. Dứt điểm chân trái, bóng đúng tầm chân trái của Hoàng Đức, người đã dũng cảm giành bóng trước đó là Tiến Linh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi đường nét và kiên cường trong trận chung kết với Indonesia. Của Siarian. Sau khi đội tuyển nữ lần thứ 6 SEA Games thì tập đoàn Vingroup đã trao tặng ô tô VinFast cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Mỗi tuyển thủ nữ cũng sẽ được nhận một chiếc xe máy VinFast. Ngoài ra, Vingroup cũng trao thưởng cho tất cả các viên giành huy chương ở SEA Games lần này. Huy chương vàng, bạc và đồng với những mức khác nhau. U22 và đội tuyển nữ sẽ đi về cùng trên một chuyên cơ. Và chúng ta kỳ vọng các tuyển thủ sẽ cùng nhau đi trên chuyên cơ với những tấm huy chương vàng lấp lánh trên ngực. Trong ngày hôm nay, cổ động viên Hải Phòng đồng hương của thủ môn Văn Toàn, Văn Trần Hoàn cũng đã hứa sẽ trao thưởng cho đội U22 500 triệu đồng nếu đội U22 chiến thắng ở trận chung kết này. Tập đoàn Hưng Thịnh cũng sẽ trao 1 tỷ đồng nếu U22 chiến thắng.
Và trước đó Hưng Thịnh đã trao 1 tỷ đồng cho đội tuyển nữ. Có thể nói rất vui khi tại SEA Games lần này các đội bóng đá cũng như là các đội tuyển đạt được thành tích tốt đều nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Hà Đức Chinh. Chúng ta xem lại pha dốc bóng vào Đức Chinh. Đến lúc này số 14 của Indonesia Asnawi đã thi đấu rất tích cực bên cánh phải. Có thể coi quả phạt này là một cơ hội dành cho U22 Việt Nam. Đứng trước bóng là Đỗ Hùng Dũng. Thành Trung ở bên trong đã sẵn sàng. Một không cho U22 Việt Nam. Phút thứ 40. Rất nhiều quãng thời gian đã qua của trận đấu, chúng ta không thật sự cảm thấy thoải mái. Nhưng rõ ràng là sự chắc chắn vẫn đi cùng với đội tuyển U22 Việt Nam. Và khi cơ hội đến, khi mà một miếng cố định được dàn xếp một cách đúng theo ý đồ, chúng ta đã có được điều mình cần. Pha chạm bóng rất đúng tầm của Đỗ Hồng Dũng. Người đứng đầu ghi bàn là Đoàn Văn Hậu. U22 Việt Nam đã có vị trí thứ 10 ghi bàn tại SEA Games lần này. Bàn thắng đầu tiên của Đoàn Văn Hậu. Từ đầu trận, Đoàn Văn Hậu đã phát huy được sự khôn ngoan và tầm vóc to cao hơn người của mình. Bây giờ thì với tầm vóc rất tốt, Đoàn Văn Hậu đã chọn đúng điểm rơi. Tại kỳ SEA Games lần này có một cổ động viên của Hiên Ven đã vũ cho Đoàn Văn Hậu. Đó thực sự là nguồn động lực để cầu thủ trẻ của U22 tiếp tục phấn đấu. Heerenveen lúc này cũng đang chơi rất tốt ở giải Hà Lan, đã có thời điểm lên xếp thứ tư. Cơ hội rất tốt để có thể dự Europa League. Asnawi. Chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới của Indonesia ở SEA Games này với một tình huống cố định. Và một lần nữa điều đó lại lặp lại trong trận chung kết. Vấn đề khác biệt là chúng ta không bị thủng lưới trước. Chúng ta tìm ra được một giải pháp đủ để đem đến sự chắc chắn. 10-15 phút đầu tiên của trận đấu này, Indonesia chơi có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Và mới thoạt nhìn thì có lẽ ai cũng phải cảm thấy có một sự lo lắng, một sự ngại ngần nào đó cho kết quả chung cuộc. Rất chắc chắn, Văn Toản đã chơi có thể nói là bằng cả một niềm tin. Văn Toản là thủ môn quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trong ngày hôm nay thì gia đình Văn Toản đã làm 60 mâm cỗ, mời bà con xung quanh đến xem trận đấu và cổ vũ cho Văn Toản. Vâng, với những gì mà U22 Việt Nam đã có được, với những gì mà bóng đá Việt Nam đã có được và cả thể thao Việt Nam nữa, thì có lẽ những ngày này đâu đâu ở trên đất Việt Nam cũng sẽ có những bữa cỗ tưng bừng của những người yêu thể thao. Cách chơi của U22 cũng như đội tuyển nữ không chỉ hiệu quả mà toát lên tinh thần kiên cường, tinh thần đáng quý luôn ẩn chứa trong mỗi con người Việt Nam.
Sau đây 2 năm Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 2021 và sẽ là một hành trang tuyệt vời nếu bóng đá nam vô địch ở kỳ SEA Games này. Như chúng tôi đã phân tích thì cách chơi của U20 Việt Nam luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, có thể không cầm bóng nhiều nhịp, không gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, khi cần ông Park sẽ rất ứng biến để các thủ chơi xù xì, dựa nhiều hàng thủ và chấp thế cờ phía trên giống như đội tuyển vẫn làm. Thực tế thì trước kỳ SEA Games lần này, theo chúng tôi được biết, mong muốn của Park là xây dựng cho U22 một cách chơi chỉn chu hơn, nhiều nhịp hơn so với đội tuyển. Tuy nhiên có những yếu tố bất lợi, ví dụ như mặt cỏ cộng với sự chấn thương của một số cầu thủ, và U22 sẽ có thể chuyển trở lại cách chơi xù xì giống như đội tuyển vẫn vận hành. Chúng ta biết rằng đến với SEA Games 30, không chỉ ở huấn luyện viên Park Hang-seo mà các học trò của ông chịu một sức ép cực kỳ lớn về mặt tâm lý, với khát vọng giành chiến thắng của cả một đất nước có gần 100 triệu dân. Chúng ta đã chờ đợi chiến thắng này quá lâu, thậm chí là cho đến trước trận chung kết, khi mà các cô gái Việt Nam đã giành một chiến thắng có thể nói là đầy quả cảm trước bóng đá Thái Lan ở trận chung kết của môn bóng đá nữ, thì người ta cảm tưởng là sức ép dành cho đội bóng đá nam của chúng ta ở SEA Games này còn tăng gấp bội. Vậy nên giải pháp nào để giúp cho đội bóng có được chiến thắng cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Và cách mà chúng ta đã chơi cho đến lúc này là một cách mà chúng ta đã quen trong rất nhiều những sự kiện trước đó, đặc biệt là những sự kiện mà chúng ta chơi với tư cách là một đội bóng nhỏ hơn. Đây là lần thứ 6 bóng đá nam Việt Nam góp mặt ở chung kết SEA Games từ ngày hội nhập. Năm lần trước chúng ta đều bị dẫn trước và cuối cùng đều gặp phải nỗi buồn. Đây là lần đầu tiên từ ngày hội nhập chúng ta mở tỷ số trong trận chung kết bóng đá nam. Một tín hiệu vui, và về mặt thế trận, về mặt cách chơi, nó sẽ là cái vốn rất quan trọng. Anh Huy ạ, tôi còn nhớ như in thời điểm mà bóng đá Việt Nam có trận chung kết lứa của Hồng Sơn Huỳnh Đức ở Brunei cách đây đúng 20 năm, trận đấu gặp Thái Lan. Đó là trận đấu diễn ra một năm sau khi chúng ta có chiến thắng tưng bừng ở Tiger Cup trên sân Hàng Đẫy. Vòng bảng hai đội đã hòa nhau không đều, có một sự cân bằng rất lớn, và trong trận chung kết chúng ta đã có những khoảnh khắc chơi có phần lấn lướt, nhưng chung cuộc thì chúng ta vẫn cứ thua. Và đó là cái cách mà một đội bóng có bản lĩnh hơn, một đội bóng có những kinh nghiệm thi đấu tốt hơn, những cầu thủ biết giải quyết các trận đấu, thể hiện đẳng cấp của mình. Và có lẽ điều đó đang được thể hiện rất cụ thể trong trận chung kết của năm 2019 này với lợi thế nghiêng về phía Việt Nam. Đúng là như vậy, cao thủ rất biết chắc chiều cơ hội, và theo tôi được biết thì cũng rất chuyên nghiệp. Sau trận thắng thuyết phục trước Campuchia, không có ai bị lâng lâng cả, tất cả vẫn giữ được một cái đầu lạnh và một trái tim hồng. Thành Trung dâng lên rất cao, quạt ngược lên, dứt điểm, không vào. Cú đá nối rất nhanh của Tiến Linh, Tiến Linh ra chân trái nhanh như điện. Những pha chơi bóng như vừa rồi chứng tỏ rằng khi cần chúng ta hoàn toàn có thể chơi nhuyễn, chơi đẹp, chơi cống hiến, nhưng trước hết phải phục vụ mục đích lớn nhất ở trận đấu này, ở chiến dịch này, đó là chiến thắng. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận chung kết, tập đoàn DIC cũng đã trao thưởng cho U22 500 triệu đồng nếu chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Một trận chung kết có thể là lịch sử của bóng đá Việt Nam. Hà Đức Chinh với Svando Hay của Indonesia vẫn đang là những người có được 8 bàn thắng, dẫn đầu dẫn dắt bàn tại SEA Games 30. Tiến Linh, một pha can thiệp an toàn.
Và như vậy là trọng tài người Ả Rập Xê Út, ông Al Samdani đã nổi còi khép hiệp 1 trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 cuộc đối xứng giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hết hiệp 1, cầu thủ chúng ta tạm dẫn với tỷ số 1-0. Từ pha đá phạt của Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu đã tận dụng chiều cao đánh đầu gọn gàng mở tỷ số của trận chung kết. Mời các bạn trở lại với sân vận động Rizal Memorial ở thủ đô Manila của Philippines để theo dõi hiệp 2 trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Trận đấu giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Ở hiệp 2 của trận đấu thì đội bóng áo trắng Việt Nam sẽ ở phần sân phía tay trái của các bạn. Họ sẽ là những người lấy bóng trước ở hiệp thi đấu thứ hai. Và đầu hiệp 2 thì bên phía U22 Indonesia đã có một sự thay đổi người. Số 10 Vitrin Eki đã vào sân để thay cho số 8 Suleiman. Hiệp 2 vừa được bắt đầu. Tỷ số của trận đấu cho đến lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển U22 Việt Nam. Người đã ghi bàn thắng duy nhất của hiệp thi đấu đầu tiên là trung vệ Đoàn Văn Hậu của U22 Việt Nam. Đó là kết quả của một tình huống cố định chính xác, là một phương án đã có sự chuẩn bị của U22 Việt Nam. Phần lớn thời gian trong hiệp thi đấu thứ nhất là những gì mà U22 Indonesia đã thể hiện với một sự cố gắng, một sự quyết tâm cao, với những tình huống giữ bóng tốt, chơi bóng linh hoạt, nhanh nhẹn, nhưng sự bền bỉ dẻo dai của Indonesia cũng chỉ có hữu hạn. Đó là chưa kể đến một lối chơi có thể nói là chững chạc, chắc chắn, an toàn của U22 Việt Nam. Cầu thủ vào sân bên phía U22 Indonesia, Egy Fikri, là một cầu thủ tấn công trẻ tài năng. Anh mới 19 tuổi, đã có 4 bàn thắng tại SEA Games lần này. Hiện đang chơi Ba Lan cho Legia Glasgow. Indonesia chắc chắn sẽ tìm cách gây sức ép ở những phút đầu hai. Đường chuyền hơi sâu và Văn Toản đã bắt được bóng. Trong thế bị dẫn trước thì U22 Indonesia sẽ phải chơi với một quyết tâm tấn công lớn hơn. Và thế trận của U22 Việt Nam ở hiệp thi đấu thứ hai là hoàn toàn có thể đoán định được. Chúng ta hoàn toàn có thể đã phản công với rất nhiều những hiểm nguy dành cho khung thành đối bạn. Đến lúc này U22 Việt Nam vẫn chưa thay người. Indonesia đã thay 2 cầu thủ. Ở hiệp 1, Siarian vào sân thay cho Evan Dimas. Một loạt những tình huống mà trọng tài điều khiển trận đấu này đã cho U22 Việt Nam được hưởng phép lợi thế. Những pha tranh chấp ở một loạt những pha trả bóng gần đây của đội bóng đỏ là quyết liệt trên mức cần thiết. Hà Đức Chinh như thường lệ sẵn sàng đóng vai trò chim mồi để Tiến Linh đá tiền đạo cắm ở bên trong. Trước trận đấu ngày mai, Việt Nam và Indonesia đều có được 21 bàn thắng ở SEA Games 30. Đến lúc này Việt Nam đã vượt lên với 22 bàn thắng. Một pha xử lý điệu của Hoàng Đức nhưng chính xác. Pha tranh chấp của Trọng Hoàng. Những pha chơi bóng xông xáo, tích cực, đầy kinh nghiệm của Trọng Hoàng vẫn là một phần đóng góp rất quan trọng cho U22 Việt Nam ở thời điểm này. Ở mùa giải tới đây, trong màu áo của câu lạc bộ Viettel thì sẽ có thêm những đồng hương của Trọng Hoàng, những người đã từng được gọi chơi cho các đội tuyển cấp quốc gia như Nguyên Mạnh, như Khắc Ngọc. Nhưng bên cạnh đó thì câu lạc bộ Viettel vẫn sẽ chú trọng nuôi dưỡng những tài năng trẻ do chính mình đào tạo. Thành phần của đội U20 quốc gia vào thời điểm này đang có 6 cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Họ sẽ là những người có thể sẽ được cân nhắc cho chiến dịch U23 châu Á tới đây ở huấn luyện Park Hang-seo.
Indonesia cần phải xem đội hình thì cũng có nghĩa Việt Nam có thể chơi ung dung, chờ thời cơ để đưa đội bạn vào bẫy. Huấn luyện viên Parser là người rất giỏi với cách sử dụng nhân sự như vậy. So với Việt Nam, Indonesia mất sức hơn rất nhiều tại vòng bán kết khi họ phải cần đến hiệp phụ để giải quyết Myanmar. Ở bán kết, Việt Nam hết hiệp một đã rất thuận lợi và hiệp hai đã ung dung giữ sức, đồng thời vẫn có thêm một bàn thắng. Đến lúc này, Osvaldo Hay, cái là bàn số 1 của đội bạn đã được chăm sóc rất kỹ và hiếm khi có bóng. Sau bóng đá Việt Nam bước vào một chiến dịch mới, đó là vào chung kết U23 châu Á, đồng thời cũng là vòng loại của Thế vận hội Tokyo. Bóng đá Indonesia từng một lần dự Olympic tại Melbourne, Australia năm 1956. Vùng đất hiện nay thuộc Indonesia trước đây có tên là East India, đã từng có một đội bóng dự World Cup tại Pháp năm 1938. Trong lịch sử SEA Games thì Indonesia có hai tấm huy chương vàng. Lần đầu là vào năm 1987 và lần gần nhất là vào năm 1991. Sau chiến thắng trên đất Philippines vào năm 91 thì đội bóng Indonesia có thêm 3 trận chung kết nữa nhưng đều đã thất bại. Trận chung kết SEA Games gần nhất của đội bóng Indonesia là vào năm 2013. Khi đó thì họ đã để thua trước Thái Lan của huấn luyện viên Jiko Kiatisak với tỷ số 0-1 tại Myanmar. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang có một thế trận an toàn, chủ động phòng ngự từ xa và vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm để có thể tổ chức phản công bất kỳ lúc nào. Có thể nói việc Văn Toản vượt qua được những áp lực để thi đấu tốt những trận đấu ở đây là điều chúng ta rất vui. Những gì mà chúng ta đã trải qua ở SEA Games này thực sự là những bài học quý cả về công tác chuẩn bị, cả những ứng xử trong những tình huống cụ thể. Đã có lúc chúng ta với những vai trò của người quan sát cảm thấy khó khăn cho ban huấn luyện khi lựa chọn ai sẽ là người đứng trong khung thành của U22 Việt Nam, khi mà cả Bùi Tiến Dũng lẫn Văn Toản đều có những vấp váp của riêng mình. Nhưng mà giải pháp mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra cho đến lúc này là chính xác. Chúng ta ngày càng có thêm được sự yên tâm trong khung gỗ, và phía trên thì rõ ràng đó là lối chơi mà chúng ta đã xây dựng một cách có thể nói là rất căn cơ. Cổ động viên Indonesia đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội bóng của mình. Và bây giờ lại là một quả đá phạt trực tiếp nữa cho U22 Việt Nam. Người đứng trước bóng là Hùng Dũng. Quả trao bóng. Pha băng giá vất vả của thủ môn Nadio. Thủ môn đang bắt cho câu lạc bộ Borneo. Đó là pha cắt bóng của Thành Trung.
Indonesia đang rất nỗ lực, tuy nhiên cách chơi không tạo ra được những đường nét có thể gây khó khăn cho U20 Việt Nam. Trọng Hoàng bị đau trong pha bóng vừa rồi. Bên cạnh sự nhiệt tình năng nổ như thường thấy của Trọng Hoàng là một pha chọn vị trí, một tình huống đọc ý đồ đối phương rất tốt của Huỳnh Tấn Sinh. Pha tranh chấp có lỗi của Osvaldo. Với pha quay chậm thì mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn. Người phạm lỗi là Sadin. Trên xe lúc này Indonesia có đủ cả hai cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài, đó là Sadin thi đấu ở Malaysia cho Pahang và Egin Fikri cầu thủ vào sân đấu thứ hai đang chơi bóng ở Ba Lan. Văn Hậu, Hồ Tấn Tài. Tấn Tài lần đầu đá bên cánh trái, tuy nhiên Văn Hậu đã hiểm trợ rất tốt. Huỳnh Tấn Sinh. Với việc mở tỷ số ở trận chung kết này thì đoàn Văn Hậu đã được thương hiệu Metrostar của tập đoàn City Group trao tặng 200 triệu đồng. Đội Việt Nam nếu vô địch ngày hôm nay sẽ được tặng 1 tỷ đồng cùng một chuyến nghỉ dưỡng tại resort Lê Măng Cát, Vũng Tàu. Indonesia đang nỗ lực, tuy nhiên vẫn bế tắc trong lối chơi. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi với U22 Việt Nam. Tất nhiên là thời gian vẫn còn rất nhiều và chúng ta vẫn cần phải tập trung. Đồng thời, nếu có cơ hội thì cũng phải chắc chịu để có thể ghi thêm bàn thắng. Cetio Andy. Fiza. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang phòng ngự từ xa hiệu quả. Đây là đoàn Văn Hậu. Tiến Linh rất nhịp nhàng. Hoàng Đức, Hà Đức Chinh, quả chuyền cho Tiến Linh. Pha cắt bóng vừa rồi là của Sergio Andy. Rất quyết liệt. Bóng vẫn trong cuộc. Hà Đức Chinh. Trọng Hoàng. Đức Chiến. Pha kết nối trước đó của Đức Chiến không thật tốt, nhưng pha bóng tiếp theo thì rõ ràng là một pha xử lý có kinh nghiệm. Dứt điểm. Hùng Dũng, đội trưởng của U22 Việt Nam, một trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất của chúng ta ở SEA Games này, đã lập công lần thứ hai ở SEA Games lần này. Với tôi thì Hùng Dũng cũng là cầu thủ hay nhất của Việt Nam tại SEA Games lần này, anh Tùng ạ. Đúng là như thế. Những lúc khó khăn anh luôn có mặt, và trong ngày hôm nay anh đã đóng góp cả hai bàn thắng, có dấu giày trong cả hai bàn thắng. Anh là người đá phạt để đoàn Văn Hậu mở tỷ số. Bây giờ anh là người đã dứt điểm từ tuyến 2, nâng tỷ số lên 2-0. Rất nhiều thuận lợi đang dành cho U22 Việt Nam.
cái bẫy mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã răng ra từ cú hiểm hợp cho đến lúc này đã sập xuống đúng lúc. Và chúng ta cảm nhận về sự trải nghiệm, sự bản lĩnh của U22 Việt Nam qua từng pha chạm bóng một ở đợt tấn công vừa rồi. Một tình huống dàn xếp từ bên phía cánh phải và cho đến cú tiếp bóng của Hùng Dũng là một cú tiếp bóng mà tôi phải nói rằng kinh nghiệm đã quyết định tất cả. Với một cầu thủ trẻ rất có thể sẽ là một cú vào bóng mạnh nhưng khó xác định được điểm chuẩn. Vào bóng bằng lòng vừa rồi của Hùng Dũng thực sự là một pha dứt điểm rất chắc ăn. Đỗ Hùng Dũng đã có được 2 bàn thắng tại SEA Games 30. Bây giờ là lúc mà Indonesia sẽ phải nỗ lực để tạo ra một sức ép lớn hơn. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ để lộ những khoảng trống rõ ràng hơn là phòng ngự. Trận chung kết thứ 6 của đội Việt Nam từ ngày hội nhập tại các kỳ SEA Games. Lần đầu tiên chúng ta có bàn dẫn trước khi tham dự một trận chung kết bóng đá nam. Và bây giờ tỷ số đã là 2-0 rồi. Ở bên ngoài sân, huấn luyện viên Siafree của đội Indonesia vẫn đang tỏ ra tương đối bình tĩnh. Nhưng tôi cũng cảm nhận rằng những gì trong tay ông vào lúc này là tất cả những gì Indonesia đã có thể làm được và đã làm tất cả những gì mà họ có thể tạo ra trong một cuộc đối đầu với một đội bóng có chất lượng tốt hơn, bản lĩnh hơn như Việt Nam. Cú đánh đầu ở tư thế khó của Egri. Đó là pha phối hợp của hai cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài, Sardin và số 10 Egri Vikri. Các bàn thắng đã đến từ một hậu vệ là Đoàn Văn Hậu và một tiền vệ là Đỗ Hùng Dũng. Giờ là lúc chúng ta chờ đợi các tiền đạo nổ súng. Chúng ta chờ đợi Tiến Linh hoặc là Hà Đức Chinh ghi bàn. Nếu Đức Chinh ghi bàn thì Hà Đức Chinh sẽ vượt lên trên Osman Dohay. Andika Fiza. Giữ bóng rất hay đó là Vikri. Tiếp tục Thành Trung. Thành Trung là một trong vị trí đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc tại SEA Games lần này. Điều đó khiến chúng ta rất yên tâm hướng đến vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1 tới. Sardin. Osman Dohay. Không có điểm cắt nào thuộc về cầu thủ Indonesia. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình quốc số VOC. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa hai đội Việt Nam và Indonesia. Đội Việt Nam đang dẫn 2-0, đang có rất nhiều thuận lợi để có thể thỏa mãn giấc mơ vàng. Lỗi của Trọng Hoàng, một lỗi phải nhận thẻ vàng. Indonesia thay cầu thủ cuối cùng. U22 Việt Nam đến lúc này vẫn chưa thành người. Người vừa rời sân bên phía Indonesia là Sani Fauzi, Muhammad Rafli, người mang áo số 9 là cầu thủ đã vào thế chỗ. Đó là một tiền đạo.
Cầu thủ mới vào sân của đội bạn Mohamed Rafli, năm nay 21 tuổi, đang chơi bóng trong nước cho câu lạc bộ Arema, đội bóng hàng đầu của Indonesia. Trong thời gian diễn ra SEA Games 30 thì giải vô địch quốc gia Indonesia vẫn tiếp tục không nghỉ. Lúc này đã diễn ra được 31 vòng đấu. Fiza. Osman Dohay. Osman Dohay ngày hôm nay thường xuyên phải lùi về để nhận bóng. Hùng Dũng. Tấn Tài. Chơi thông thả vẫn đang được U22 Việt Nam giữ cho đến ngày trước đối thủ Indonesia. Quyết tâm cao, sự nhập cuộc nhanh nhẹn của Indonesia không đem đến nhiều những hy vọng cho bản thân họ. Ở chiều ngược lại thì chúng ta nhìn thấy nhiều cơ hội hơn, và cho đến lúc này thì đã có hai cơ hội, một tình huống cố định và một pha liên bóng bài bản bên phía góc phải đã đem đến bàn thắng giúp cho đội bóng áo trắng vượt lên. Việt Bắc hàng giờ vẫn đang duy trì được sự may mắn cho Việt Nam. Nhưng trước khi muốn nói đến sự may mắn, chúng ta cần phải nhận định rằng đó là một huấn luyện viên tài năng, đầy tâm huyết và đã có một quá trình làm việc có thể nói là cực kỳ hiệu quả cùng đội tuyển Việt Nam dù ở cấp độ nào. Hai năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã thăng hoa với ông Park Hang-seo. Và chúng tôi rất vui khi mà đài truyền hình quốc số VC đã đồng hành liên tục cùng bóng đá Việt Nam hai năm gần đây. Chúng ta được tận hưởng niềm vui, và hơn cả những chiến thắng nữa, đó là một tinh thần Việt Nam tuyệt vời qua các trận đấu của đội tuyển cũng như U22. Tầm cao của Thành Trung lại giải quyết được pha bóng bổng. Gần một nửa thời gian hiệp 2 đã trôi qua, cầu thủ trên sân vẫn khỏe mạnh và ông Park Hang-seo chỉ đạo các học trò của mình giảm tốc độ trận đấu. Anh Tùng ạ, ông Park Hang-seo có nói rằng là Quang Hải sẽ nghỉ hết SEA Games. Tuy nhiên tôi vẫn chờ đợi. Chúng ta có một tỷ số thuận lợi và đến những phút cuối cùng Quang Hải vào sân một chút cũng là một điều như một sự thưởng thưởng xứng đáng, bởi vì Quang Hải là cầu thủ đã chơi hay trong cả năm 2018 cũng như 2019 này. Tôi cũng hoàn toàn chia sẻ quan điểm này của anh, và chắc chắn là đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng mong muốn nhìn thấy điều đó trong một ngày hội vui của cả một nền bóng đá, và có lẽ là hơn cả như thế là cả của một đất nước. Thì một trong những đứa con cưng của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này cần phải nhận được một sự tưởng thưởng có ý nghĩa như vậy, cho dù chỉ là một vài phút. Chúng ta biết rằng chấn thương của Quang Hải đã khiến cho nỗi lo khiến cho chúng ta không thể giành được chức vô địch ở SEA Games lần này trở nên lớn hơn. Nhưng chất lượng thi đấu của U20 Việt Nam ở những trận đấu đã qua vẫn đã được chứng minh rằng chúng ta có nhiều phương án để có thể đáp ứng được yêu cầu. Mặc dù vậy, rõ ràng Quang Hải vẫn nên có một đôi chút xuất hiện ở trận đấu này nếu như có thể. Cầu thủ trắng vẫn đang bọc lót cho nhau rất tốt. Thay người, Thái Quý vào sân thay cho Hà Đức Chinh.
Hà Đức Chinh và Thái Quý đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Không có dấu ấn cụ thể của Hà Đức Chinh trong trận đấu này. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng cả Tiến Linh và Hà Đức Chinh ở thế trận có hai tiền đạo luôn cần phải chơi xông xáo, lôi kéo để phân tán lực lượng của đối phương. Và nhiệm vụ đó chắc chắn ở những phút vừa qua đã được làm tốt. Trong tình huống mà Hùng Dũng đá phạt để Đoàn Văn Hậu ghi bàn thì đối phương cũng đã tập trung nhiều vào hai tiền đạo chơi đấu giỏi là Đức Trinh và Tiến Linh. Tiến Linh là người chiều cao vượt trội, thi đấu theo mẫu tiền đạo mục tiêu. Còn Đức Trinh là người rất hay ở những pha băng cắt, đánh đầu tầm thấp. Hai không chưa phải là một tỷ số được coi là đậm. Tuy nhiên với cách chơi này và lực lượng cũng như với ông Passer thì chúng ta rất yên tâm. Khi mà trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút nữa thì đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn lại một tiền đạo thực sự trên sân. Chúng ta sẽ có một hàng tiền vệ nhiều hơn 5 người để có thể đảm bảo rằng tuyến giữa sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn nữa. Nòng cốt của bóng đá Việt Nam tại SEA Games lần này là những cầu thủ từng dự giải U20 thế giới cách đây hơn 2 năm. Đến bây giờ Việt Nam là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á đã có được điểm ở vòng chung kết U20 thế giới. Các trọng tài là nhiệm vụ ở giải đấu năm nay rất nghiêm khắc với các huấn luyện viên, những huấn luyện viên trưởng và cả các trợ lý huấn luyện viên. Một trợ lý của huấn luyện viên Siafri vừa phải nhận thẻ do một phản ứng có phần thái quá. Pha xử lý của Fiza. Bóng đá nằm gọn trong tay của Văn Toàn. Trong ngày hôm nay ở sân vận động Lạch Tray, thấy Hải Phòng, cổ động viên Đất Cảng đã dựng một màn hình rất lớn để theo dõi trận chung kết này. Trận đấu bóng đá Hải Phòng có Văn Toàn góp mặt trong vị trí người gác thành. Với thế trận này thì những vị trí như của Tiến Linh đương nhiên sẽ phải chịu đựng nhiều pha va đập và những tình huống phạm lỗi. Nguy hiểm. Chàng trai người Thái Bình đã lập cú đúp trong trận đấu này. Vâng, và thêm một lần những giai điệu của guitar điện trong bài hát We Rock You lại vang lên ở San Riza Memorial. Cũng là thêm một lần Việt Nam có niềm vui chiến thắng, thêm một lần ăn mừng. Chẳng ai ngờ Đoàn Văn Hậu có thể lập cú đúp ở trận chung kết này, mặc dù không ai có thể phủ nhận tài năng của anh. Mọi chuyện có lẽ là an bài do anh Huy ạ. Mọi nỗ lực của người Indonesia sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì cho phần còn lại của trận đấu. Cú đá rất hóc hiểm của Hoàng Đức. Cú đá với một mục tiêu là phía góc xa khung thành của thủ môn đối phương. Và khi mà thủ môn đối phương đã cứu được ở quả đá đầu tiên thì Đoàn Văn Hậu hoàn toàn thoải mái trong tình huống dứt điểm. Đúng như anh Tùng nói, mọi việc đã chấm hết với Indonesia. Tuy nhiên có thể vẫn chưa phải là bàn thắng cuối cùng của U22 Việt Nam.
Chúng ta hãy xem các học trò của ông Siafri thi đấu như thế nào sau khi đã bị dẫn 3 bàn. Bị dẫn 3 bàn thì rất nhiều đội bóng trẻ sẽ vỡ trận. Người bị đau là Andika Fiza. Đây là một động tác thừa của Tấn Sinh. Cho đến điểm này, U20 Việt Nam có thể thay thêm 2 cầu thủ. Bây giờ thì tình huống hoàn toàn thuận lợi cho ý định mà anh Huy đã nói ở những phút trước đó, đó là việc có sự xuất hiện của Quang Hải. Tất nhiên chúng ta cần phải tính đến thể lực, tình trạng chấn thương của Quang Hải, đừng để mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn, vì chúng ta biết rằng mục tiêu của chúng ta trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều và Quang Hải là một vốn quý cần phải được giữ gìn. Có một vị trí nữa cũng đã có thể nói là tương đối bí ẩn những ngày gần đây, đó là Trọng Hùng. Trọng Hùng đã chơi tốt ở trận đấu đầu tiên, tuy nhiên bị chấn thương và chúng ta tuyệt nhiên không nghe một thông tin gì về Trọng Hùng từ đội tuyển. Đây là một sự bí hiểm, tuy nhiên theo tôi là cần thiết và nên như vậy. Dưới thời Park Seo thì mọi chuyện đội tuyển có thể nói là kín như bưng, những người theo sát đội tuyển cũng không biết được nhiều, chưa nói đối thủ. Ngày hôm nay Trọng Hùng có tên trên danh sách dự bị của U22 Việt Nam. Pha phạm lỗi của Osvan Ohay. Andika Fiza. Các trọng tài là nhiệm vụ ở SEA lần này đều là những người không thuộc Đông Nam Á. Thẻ đỏ trong Park Seo. Ông Park đã phản ứng ở tình huống mà Osvan Ohay phạm lỗi. Ông trọng tài người Ả Rập Xê Út Al Samarani rất nghiêm khắc. Nóng tính là một điểm yếu của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng vừa rồi có vẻ như trọng tài điều khiển trận đấu đã xử lý có phần quá tay, mọi chuyện không đến mức như vậy. Ông Park rõ ràng là không hài lòng với quyết định của trọng tài người Ả Rập Xê Út Al Samarani. Huấn luyện viên Park Seo sẽ phải rời khu vực chỉ đạo. Tuy nhiên có lẽ lúc này chúng ta chỉ hơi buồn một chút thôi, còn kết quả của trận chung kết không thể đảo ngược được nữa thôi. Lần cuối cùng Indonesia vô địch bóng đá SEA Games là năm 1991. Chúng ta có thể thấy rất nhiều các thành viên của các đội tuyển Việt Nam dự SEA Games, trong đó có cả đội tuyển bóng đá nữ Larisa Memorial. Và có thể khẳng định là hình ảnh hai đội tuyển bay cùng chuyên cơ, cùng đeo huy chương vàng trên ngực sẽ trở thành sự thực, sẽ là hiện thực trong những ngày tới. Huấn luyện viên Park Seo sinh năm 1959, là năm bóng đá Việt Nam có huy chương vàng SEA Games.
Năm nay ông tròn 60 tuổi và sau một vòng hoa giáp, bóng đá Việt Nam lại thỏa nguyện giấc mơ vàng. Anh Tùng, trước trận đấu tôi đoán là Việt Nam có thể thắng từ 2-3-0. Không biết là quan điểm của tôi có còn được đúng không, bởi vì với thế trận này chúng ta vẫn có thể ghi thêm bàn thắng. Lúc này thì ông Châu Quốc Tuấn, phó ủy thường trực của VFF đang có mặt và có những lời giải thích với các thành viên của ban tổ chức trận đấu. Ông Châu Quốc Tuấn hiện nay giữ vị trí trưởng ban tổ chức thi đấu của bóng đá châu Á. Tôi nghĩ rằng là khoảng cách 3 bàn cho đến này là tương đối lớn rồi. Việc của chúng ta là giữ nhịp chơi vừa phải để tạo ra một sự an toàn cho những phút còn lại. Có cơ hội đương nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua, nhưng vào lúc này thì chúng ta cũng không cần phải quá căng sức cho mặt trận tấn công nữa. Việt Nam và Indonesia là hai đội bóng đã từng có được các bàn gỡ trong các trận chung kết sau khi được dẫn trước kể từ khi môn bóng đá nam ở SEA Games chỉ dành cho lứa tuổi U23. Với đội tuyển Việt Nam, đội U23 Việt Nam là SEA Games năm 2023 trên sân nhà. Không vào, Hoàn Hồ Văn Toản. Vẫn không vào, lưới của Việt Nam vẫn đang được giữ sạch. Cầu thủ đã tám lực là tiền đạo vào sân thay người Mohamed Rafli. Văn Toản đã dùng chân cản phá xuất sắc. Cú đá tiếp theo, trung vệ Việt Nam đã kịp phá bóng qua xa. Những tình huống thuộc về cao thủ vào sân thay người Egi Vickery và Rafli. Đức Chiến rời sân. Và Trọng Hùng, anh Tùng ạ. Tôi vừa nhắc đến Trọng Hùng, một nhân tố rất bí ẩn. Chúng ta không nghe tin gì về anh cho đến sau khi anh bị thương ngay trận đấu đầu tiên gặp Brunei, và bây giờ anh xuất hiện. Sự xuất hiện này là cần thiết. Chúng ta có thêm một gương mặt mới ở trên hàng công để tạo ra lực ngược trở lại. Và anh Huy thử hình dung xem vào chiến dịch tháng 1 tới đây, số 20 này có gợi cho anh điều gì không? Liệu đó có phải một Phan Văn Đức mới không? Hoàn toàn thể như vậy. Có những nét đá rất giống nhau, phong cách cũng giống nhau. Thêm một quả phạt góc cho Indonesia. Vẫn là một pha treo bóng cọc vào trong. Lần này bóng đã được phá ra an toàn. Thứ 83 của trận đấu. Ông Châu Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực của VFF đang có mặt ngay bên cạnh ông Park Sơ. Kể từ năm 2001 khi mà môn bóng đá nam ở SEA Games chỉ còn là cuộc chơi của các cầu thủ dưới 23 tuổi, thì chỉ có hai đội bóng tìm được những bàn gỡ trong các trận chung kết nhưng họ đều thua. Đó là U23 Việt Nam vào năm 2003 và U23 Indonesia vào năm 1990. Còn lại là các trận đấu luôn có cách biệt, không có bàn gỡ. Và cách biệt 3 bàn là cách biệt lớn nhất trong những năm đó. Chúng ta đang có một khoảng cách có thể nói là tiêu chuẩn cho các trận chung kết khi mà một đội đã vượt lên. Đội Việt Nam vẫn có thể thay thêm một cầu thủ. Ta vẫn chờ đợi Tiến Linh ghi bàn. Tiến Linh ngày hôm nay là vị trí mất nhiều sức sau những pha va chạm và những tình huống làm tường ở trên.
Indonesia đang bị dẫn 3-3 nhưng cổ động viên đến từ xứ bán đảo vẫn cổ vũ rất nhiệt tình. Có thể nói nếu xét về cổ vũ chuyên nghiệp thì Indonesia là nền bóng đá đã có sự cổ vũ chuyên nghiệp nhiều năm qua. Với Việt Nam gần đây mới có sự chuyên nghiệp và chúng ta kỳ vọng hội cổ động viên Việt Nam Golden Star sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới để sát cánh với những thành tích của bóng đá Việt Nam. Trọng Hoàng. Chiếc huy chương vàng bóng đá nam và huy chương vàng quần vợt đơn nam là những tấm huy chương đáng quý của thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này. Trong giai đoạn mà bóng đá Việt Nam có huy chương vàng SEA Games 1959 thì quần vợt Việt Nam cũng thường xuyên gặt hái thành công ở các giải Đông Nam Á. Tay vợt Võ Văn Bảy đã từng 10 lần giành huy chương vàng SEA Games và SEA Games. Rất thoáng Trọng Hùng. Pha phản đối. Trọng Hùng có những đường nét gợi nhớ đến Phan Văn Đức. Đều tốc độ. Sút tốt cả hai chân. Với ý đồ tổ chức hàng công có 3 người, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn rất cần một đối tác ở hàng công cho Tiến Linh hoặc Đức Trinh như trường hợp của Trọng Hùng. Nhưng với chiến dịch U23 tới đây thì tôi sẽ còn lo ngại nhiều hơn nữa cho các vị trí chơi cánh của đội bóng đang dẫn dắt bởi huấn luyện Park Hang-seo. Vừa rồi là cú đá của Quỳnh Tấn Sinh. Thế hệ cầu thủ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 1959 hiện nay chỉ còn lại duy nhất một mình lão tướng Trần Văn Nhung. Năm nay đã 86 tuổi và sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay 2019 là tròn 30 năm thể thao Việt Nam hội nhập với khu vực. Và đến lúc này có thể nói đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games xuất sắc. Các môn đang là thế mạnh, đặc biệt là trong nhóm môn Olympic vẫn phát huy được. Bên cạnh đó có những chiếc huy chương vàng quý giá của quần vợt đơn nam và bóng đá nam. Nỗ lực của Trọng Hoàng. Những năm trước đây thể thao Việt Nam chúng ta vẫn nói vui là theo hướng đi tắt đón đầu. Gần đây đã chú ý nhiều hơn đến các môn Olympic và đó là điều rất đúng. Tuy nhiên cái gì cũng có sứ mệnh lịch sử của nó. Những năm mà chúng ta vẫn gọi là đi tắt đón đầu, đấy là thời điểm thể thao phải có thành tích bằng mọi giá để nhận được sự thu hút, yêu thương của cả xã hội. Đó là phút thứ 89. Hình ảnh quen thuộc của cổ động viên Việt Nam trong kỷ nguyên smartphone. Có cả những lá cờ Hàn Quốc, quê hương của ông Park Hang-seo. Và các trận đấu bóng đá tại SEA Games lần này của đội tuyển Nam cũng được tường thuật trên các kênh truyền hình của Hàn Quốc. Những giải đấu liên tiếp gần đây trên Hàn Quốc đều phát sóng đội tuyển Việt Nam và U22. Rõ ràng là bóng đá đã gắn kết mọi người và bóng đá có thể làm được nhiều hơn câu chuyện chỉ là thắng thua. Hình ảnh của con người Việt Nam, đất nước Việt Nam
chắc chắn là đã được phản ánh một cách đẹp đẽ hơn qua câu chuyện của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của ông trong suốt hơn 2 năm qua. Và câu chuyện đó vẫn còn đang được nối dài bởi những chiến tích xuất sắc. Đến lúc này có thể nói thể thao Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Thẻ vàng dành cho Fiza. Thành công, tiếp nối thành công, và theo chúng tôi, theo Việt Nam nên có những con người tiếp theo được nhận huân chương anh hùng lao động. Đó là một phần thưởng cao quý và nên có những người tiếp theo xứng đáng được nhận. Hiệp 2 có 2 phút bù giờ. Với các trọng tài có kinh nghiệm thì họ không cần phải bù giờ quá nhiều khi mà trận đấu đã có được kết quả kiểu như thế này, an bài từ rất lâu rồi. Indonesia đã có một giải đấu đầy cố gắng, họ cũng đã có được những trận đấu thể hiện được rõ phong cách của mình, nhưng trước một đội bóng bản lĩnh hơn, chất lượng hơn thì tất nhiên họ cần phải chấp nhận. Và những gì thuộc về Indonesia ở hiệp thi đấu thứ hai, tôi nghĩ đó chính là sự chấp nhận. Ngay cả gương mặt của huấn luyện viên Siafri cũng vậy. Hoàng Đức. Những gì đang diễn ra làm chúng ta ngược dòng thời gian nhớ về SEA Games năm 2005. Việt Nam vào chung kết với Thái Lan cũng là một trận đấu mà cầu thủ Việt Nam chứng tỏ được nhiều. Tuy nhiên Thái Lan thắng 3-0 và tỏ ra sắc sảo, tổ chức rất tốt, hình ảnh rất giống với Việt Nam ngày hôm nay. Cú đá không trúng đích, có lẽ đó là cơ hội cuối cùng dành cho Indonesia. Bóng bàn thắng danh dự có vẻ như cũng là không thể với Indonesia trong trận đấu này. Chúng ta chờ đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Al Sabrani. Và như vậy là thời gian của trận chung kết đã hết. Bóng đá Việt Nam đã giành huy chương vàng SEA Games 30 sau trận chung kết lịch sử, chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Một trận đấu xuất sắc về mặt chiến thuật, các vị trí đã chơi đúng đấu pháp và cũng đã có cả những sự thăng hoa. Đoàn Văn Hậu đóng góp 2 bàn thắng, bàn thắng còn lại do công của Đỗ Hùng Dũng. Những cái tên đã được ghi trong trận chung kết, và không chỉ có thế là tất cả những con người Việt Nam, những người đã đóng không chỉ ở SEA Games lần này mà cả một quá trình rất dài trong những năm qua, đều xứng đáng được tôn vinh nhờ giây phút này.